trở lại với Auto Việt Nam trong chuyên mục xe cũ, xe đã qua sử dụng của chúng tôi. Ngày hôm nay chúng tôi xin phép được giới thiệu tới anh em chiếc xe Volvo XC60 phiên bản T6, phiên bản sử dụng động cơ 2.5 lít R Design. Chiếc xe này là một trong những chiếc xe nhập khẩu trực tiếp tại Thụy Điển, sản xuất năm 2017, đăng ký lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2017 tại Hà Nội. Chiếc xe này là một trong những chiếc xe nằm trong phân khúc xe SUV hạng sang cỡ nhỏ, cạnh tranh với rất nhiều những đối thủ đáng gờm đến từ Đức. Ví dụ chúng ta có Mercedes-Benz GLC. Volvo thì là một trong những thương hiệu còn rất là mới mẻ và non trẻ ở tại thị trường Việt Nam. Thế nhưng thương hiệu Volvo ở trên thế giới lại là một trong những thương hiệu rất nổi tiếng và đình đám. Vì lẽ vậy nên có rất nhiều những người yêu xe và mê công nghệ ở trên thế giới, họ ví von những chiếc xe Volvo sản xuất ra là những chiếc xe an toàn bậc nhất ở trên thế giới. Ở thời điểm năm 2017 thì chiếc xe Volvo XC60 phiên bản T5 R Design này có cái mức giá bao gồm cả chi phí đăng ký xe lên tới xích soát gần 2,5 tỷ đồng. Thế nhưng hiện tại nó đang được trưng bày tại Salon Việt Nhật Auto có địa chỉ tại số 89 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, chào bán với mức giá chỉ với 1 tỷ 750 triệu đồng mà thôi. Về tổng quan về nội và ngoại thất và tình trạng của chiếc xe Volvo XC60 phiên bản T5 phiên bản Aero Design này thì chúng tôi cũng có một chút thông tin chia sẻ từ phía chủ salon xe. Thì chiếc xe này đã chạy được xích soát gần 5,3 vạn, tương đương với là khoảng tầm 53.000 cây số. Tình trạng xe thì hạn đăng kiểm còn tới tháng 4 năm 2020. Đối với tổng quan ngoại và nội thất của chiếc xe Volvo XC60 phiên bản Aero Design sản xuất năm 2017 này thì chúng tôi đánh giá cái nước sơn rồi bên trong bên ngoài nội và ngoại thất xe cũng còn rất nhiều những chi tiết còn mới. Và nếu như anh em nào đang quan tâm tới những chiếc xe nằm trong phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ như Volvo XC60 phiên bản T5 Aero Design này thì cũng không nên bỏ qua chiếc xe này, hiện tại đang trưng bày tại Salon Việt Nhật Auto. Đừng quên đọc Part Auto Việt Nam để nhận được mức giá tốt nhất hỗ trợ từ phía chủ salon xe nhé.